Fortuner 2019 máy dầu số sàn anh chị ha. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại mới đi có 52.000 cây số thôi. Xe thì đang được bên Đạt rao với mức giá là 800 tròn anh chị ha. 2019 thì đang được bên Đạt hỗ trợ vay 3 năm và 65% giá trị xe. Anh chị nào mà mình chưa đủ tài chính á, thì có thể liên hệ Đạt để Đạt có thể là hỗ trợ tư vấn thêm cho anh chị về cách thức vay cũng giống như lãi suất hàng tháng hoặc là hàng năm anh chị ha. Đó. Rồi, đầu tiên thì Đạt sẽ đi quay chi tiết bên ngoài xe trước ha. Đây, bánh xe, lốp xe ha. Đây là lốp xe nguyên zin của xe nè anh chị, được sản xuất vào năm 2019 luôn. Tuần thứ 17 của năm 2019 nè anh chị ha. Đây. Mâm xe là vẫn chưa qua xử lý luôn nè anh chị. Nó còn dấu son của nhà máy đây. Đây. Đó. Nhìn cái mâm mà nguyên zin của nó, nhìn nó vẫn còn rất là đẹp. Nó có xuống màu một chút xíu nhưng mà nhìn nó vẫn còn rất là đẹp anh chị ha. Mâm phay nè. Đó, mình có thể để ý là trên cái mâm này nè, nó không có bị trầy xước hoặc là bị cứng ở chỗ nào hết nè anh chị. Tình trạng của nốt thì nó cũng có xuất hiện những cái vết nứt ở đây rồi nè anh chị. Đó, lớp nguyên zin của xe mà. Còn về cái phần nước sơn á, thì Đạt đánh giá thì xe này cũng đã có sơn lại một vài chỗ rồi chứ không phải là nước sơn zin 100% anh chị. Đó, chẳng hạn như là phần cản trước nè. Đây anh chị ha. Đây. À, mình đừng có anh chị mà đừng có thói quen mà đi coi xe mà nhìn vô cản zin nha. Đừng vô nhìn vô cản zin nha. Đây. Nó còn mép cản là nó còn nước sơn zin nha, không phải anh chị. Cản này đã sơn lại rồi. Đây nè, nó còn cái dấu làm nền nè anh chị. Đó, dấu làm nền nó còn sót lại nè anh chị. Đó, chứ đừng có đi coi xe mà coi trên mạng, anh chị coi trên mạng á, nhìn vô cản mép nguyên zin là còn mép cản nè, đó là cái cản này còn zin, không phải anh chị ha. Tại vì đây là nó làm ở ngoài gara, làm sơn ngoài gara anh chị ha. Đó. Nên á là nó chỉ sơn ngay cái vị trí bị trầy thôi. Nó làm vị trí bị trầy thôi thì cái này Đạt đánh giá nó có thể làm ngay vùng ở chỗ này nè anh chị. Đó, thì nó chỉ băng che chỗ này lại và nó sơn ngay chỗ này lại thôi, nó không có làm nền ngay khúc này nên là cái chỉ này vẫn còn anh chị. Đó. Rồi chỗ này nó bị trầy trầy nè, về thì bên Đạt sẽ cho tiến hành là sơn lại. Đây, biển số 60 nè, xe cá nhân ha. Đó, tình trạng xe thì còn rất đẹp. Hiện tại mà kiếm được một cái xe Fortuner máy dầu số sàn mà đi gia đình á, hiếm lắm anh chị. Đó. 10 chiếc thì chỉ có khoảng 1-2 chiếc là không có chạy dịch vụ thôi. Nhưng mà cũng có thể là lâu lâu cuối tuần cũng kết hợp chạy kiếm thêm, kiếm tiền uống cà phê gì đó anh chị. Đó. Xe thì vẫn sử dụng là bộ ghế nỉ nguyên zin theo xe anh chị ha. Đó, đây. Ghế nỉ màu nâu, nhìn cái ghế nỉ này đẹp lắm. Anh chị mình đi gia đình đó, thì mình cứ để ghế nỉ này mình đi. Không có nhất thiết là mình phải lên bộ ghế da đâu. Đó, nhìn bộ ghế nỉ nó vẫn còn rất là đẹp. Đây, vị trí chân côn và chân phanh nè anh chị. Đó, nó vẫn còn rất là bình thường ha. Nó không có bị mòn một chỗ nào hết hoặc là có dấu hiệu bất thường nè anh chị. Côn thì vẫn còn rất là chắc nè anh chị. Đây, vị trí vô lăng nè, đó, cái vân ở trên cái vô lăng nè anh chị, nó còn rất là rõ nét nè anh chị ha. À, nút bấm thì không có bị mòn nè, nút bấm nguyên zin nè anh chị, kèn rồi nè, đó, mọi chức năng hoạt động bình thường hết anh chị ha. Đây là cái củ số của xe nè anh chị, đúng chuẩn 50.000 cây số luôn ha, đó, nhìn nó còn cái dấu vân rất là đẹp luôn. Xe thì sử dụng màn hình DVD nguyên zin theo xe, nội thất vẫn còn rất là đẹp anh chị, cái phần nội thất nó không có bị xuống hoặc là bị trầy theo thời gian anh chị ha. Đó. Xe 2019 thì dòng này là nhờ đã lắp ráp tại Việt Nam rồi chứ không phải là nhập Indo như ngày xưa, như cái dòng mà đời trước nữa. 2018-19 thì vẫn có dòng là nhập Indo nhưng mà cái đời này sản xuất sau tháng 9 anh chị. Đó nên là nó lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Mí cửa là còn nguyên zin hết anh chị ha. Đây. Đây là hiện trạng xe mới về bên Đạt anh chị, mà nhìn cái xe nó sạch sẽ ghê thiệt chứ. Ghế nỉ nè, đó vẫn còn rất là căng nét luôn nè anh chị. À. Giờ mà kiếm được cái bộ ghế nỉ mà đẹp như thế này thì Đạt nghĩ là cũng rất là khó anh chị, rất là khó ha. Nha, tình trạng của lớp sau nè anh chị. À, gầm bệ cũng được anh chủ vệ sinh thường xuyên đó, nên là khi mà đem về bên Đạt thì thấy nó lộ ra cái lớp sơn nhìn rất là đẹp anh chị.
lớp sơ cua còn dày lắm anh chị. Đã nghĩ lớp sơ cua này mới xài chắc vài lần thôi, lũng bánh xe thì hạ xuống xài vài lần thôi, nhìn cái lớp nó vẫn còn rất là dày. Đây gầm bệ thì còn rất là đẹp ha. Thì gầm bệ này về bên Đạt sẽ cho tiến hành là vệ sinh lại gầm á anh chị. Nói không với việc cứng đụng anh chị nhé. Cốp sau thì vẫn chưa có dấu hiệu ra đi xử lý lại nè anh chị. Phần này thì anh chị yên tâm ha. Nước sơn màu bạc thì Đạt nghĩ cái màu sơn này là một cái màu sơn rất là thuận lợi cho anh chị mình đang có cái ý định mà mua xe về để mình kinh doanh nè, rồi mình kết hợp đi gia đình nữa, thì cái màu này là một cái màu rất là thông dụng luôn anh chị ha. Đây là cái hình ảnh mà chân thật của xe, tình trạng mà mới về bên Đạt chưa qua xử lý dọn dẹp lại. Thật ra nếu như mà anh chị mà theo dõi Đạt á thì những cái xe mà về bên Đạt dọn dẹp lại á, đôi khi mà anh chị mình xem cái tình trạng mà dọn xong thì không biết là nó bị như thế nào, tình trạng nó như thế nào, tại vì dọn xong rồi đâu còn gì để mình xem đâu anh chị. Đó thì xe này hiện tại về bên Đạt là ngày 20 rồi, thì trong khoảng mà một tuần 5 đến 7 hôm thì mới hoàn tất anh chị ha. Đó, anh chị nào mà mình cảm thấy mà mẫu xe này nó phù hợp, nó ưng ý với bản thân hoặc là nó phù hợp với gia đình của anh chị á, thì anh chị có thể liên hệ cho Đạt để Đạt có thể là hỗ trợ thêm thông tin chi tiết cho anh chị ha. Đây những cái chi tiết ở trong phần khoang động cơ đây anh chị ha. Xe này thì giống như dạng mà mới thay lại cái bơm nhiên liệu anh chị, nhìn nó mới quá không biết là như thế nào đây. Capo thì vẫn chưa có dấu hiệu ra để xử lý lại anh chị ha. Đó, anh chị có thể yên tâm là xe này chưa có bị cấn đầu gì hết á, hoặc là capo này chưa tháo ra để sơn lại anh chị. Không có bị đâm đụng hết nha anh chị ha. Rồi riêng về cái khối động cơ của dòng Fortuner máy dầu thì nó cực kỳ bền luôn anh chị. Đây 5 năm sử dụng ha, 2019 tới giờ. Anh chị nhìn nè, cái tục vô nhìn nó sáng ghê không. Đó, những con ốc nhìn nó sáng và nó không chưa có dấu hiệu mở ra hết anh chị. Đó, đây đậu nhiều quá mà chuột lên nó cắt mất, nó nhâm nhâm mấy cái phần này nè anh chị. Đó, thì mấy cái vị trí này bên Đạt sẽ cho tiến hành là vệ sinh lại hết, vệ sinh lại thôi ha, không có nhất thiết phải thay đâu chị. Vì bây giờ mà mình đi mua riêng lẻ những cái ống chứa với điện như thế này là hoàn toàn không có luôn anh chị ơi.